Tại buổi lễ xuất quân sáng ngày 3 tháng 10 tại sân golf Long Biên, GVL9295 đã công bố danh sách đội tuyển sẽ tham gia tranh tài tại Scalic trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 tới đây. Đội hình 18 tuyển thủ đều là những người có chuyên môn được tuyển chọn qua 4 vòng sơ loại giữa các thành viên của câu lạc bộ. Những gương mặt đáng chú ý nhất tập trung tại bảng A và B với những golfer đầu tàu như là Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Thành Vinh, Trần Việt Sơn ở bảng A hay bộ ba golfer họ Nguyễn là Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Danh Minh và Nguyễn Viết Sang ở bảng B. Năm nay, golfer Nguyễn Đức Ninh sẽ đóng vai trò là trưởng đoàn, có chức danh đội trưởng được trao cho golfer Trần Việt Sơn. Đội tuyển đã trải qua 4 vòng qualify và thậm chí là phải diễn ra một cái vòng đấu playoff để chọn được ra 18 thành viên câu lạc bộ vào thành đội tuyển để tham dự cái giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội lần này. GVL9295 không đặt nặng mục tiêu giành giải ở vòng chung kết giải golf các câu lạc bộ Hà Nội lần thứ tư mà chỉ quan tâm tới việc được giao lưu, cọ sát và học hỏi. Song qua công tác chuẩn bị, từ việc phân chia nhiệm vụ giữa các ban chức năng chuyên biệt cho tới việc thi đấu cọ sát, tuyển chọn nhân sự thì có thể thấy GVL9295 đang rất quyết tâm tái lập thành tích nhờ mùa giải 2018, năm đại thành công của câu lạc bộ này. Về mặt phía đội trưởng thì chúng tôi thì cũng anh em cũng thể hiện sự quyết tâm và tất nhiên thì đến các giải thì đi thi đấu ai cũng mong muốn là cái việc là đoạt giải, nhưng mà với tinh thần như năm nay thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ các kỳ tiếp theo nếu còn chúng tôi vẫn cố gắng là giữ ở top 10, tránh qualify của toàn giải. Ngoài ra, theo tiết lộ của golfer Lê Mạnh Thắng, chủ tịch câu lạc bộ, thì sau giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội lần thứ tư, GVL9295 sẽ còn tham dự hai giải đấu nữa trong năm 2020. Một là giải Đại chiến mùa hè và sau đó là giải vô địch các câu lạc bộ golf toàn quốc, giải đấu mà GVL9295 hiện đang là nhà đương kim vô địch. Hôm nay là cái buổi mà chúng tôi làm lễ xuất quân, là luật xuân để chinh phục và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân chúng tôi để kiếm được những cái vị trí tốt nhất ở trong 3 cái giải mà gọi là mùa thu Hà Nội hot nhất trong năm của 9295. Ngày sau lễ xuất quân, các thành viên của GVL9295, đặc biệt là 18 tuyển thủ được chọn, đã tham gia tranh tài tại giải Smart OSC Open 2020, giải Major quý 3 của câu lạc bộ. Giải đấu này cũng chính là màn kiểm chứng phong độ cuối cùng của GVL9295, cũng như giúp họ có cơ sở để chốt danh sách 12 gương mặt của đội hình chính thức trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết giải golf các câu lạc bộ Hà Nội lần thứ 4.